Sau khi chứng kiến kết quả bốc thăm tại các trận đấu tứ kết Champions League, trên mạng xã hội một bộ phận lớn các cổ động viên Arsenal đã tố UEFA dàn xếp kết quả bốc thăm. Bởi trong quá khứ Arsenal đã rất nhiều lần ôm hận mỗi khi gặp Bayern Munich ở sân chơi này. Theo thống kê kể từ mùa giải 2000-2001 cho đến nay, Arsenal và Bayern Munich đã gặp nhau tổng cộng 12 lần ở Champions League. Kết quả là Arsenal chỉ mới có 3 lần ca khúc khải hoàn và 7 lần phải nhận thất bại. Đặc biệt từ mùa bóng 2004-2005 cho đến nay, qua 4 cuộc đụng độ với Bayern Munich ở vòng knockout Champions League, đội bóng của nước Anh đều phải thất bại. Arsenal gặp lại Bayern, kết quả bốc thăm đã được dàn xếp, một cổ động viên bình luận. Một cổ động viên khác cũng có nhận định tương tự. UEFA chắc là đã sắp xếp kịch bản rồi, Bayern và Arsenal đã có lịch sử đối đầu đầy duyên nợ. Lại là Bayern Munich à, kết quả đã được dàn xếp chăng? Các nhà biên kịch đã đặt chúng ta vào kịch bản ngang Harry Kane giành danh hiệu. Hãy cầu nguyện cho Bayern Munich. Sau buổi lễ bốc thăm Champions League với các cặp đấu đầy duyên nợ ở tứ kết, UEFA cũng đã tiến hành bốc thăm Europa League. Theo kết quả, cặp tứ kết đầu tiên là màn nội chiến nước Ý giữa AC Milan và Roma. Trong khi đó, đại diện còn lại của bóng đá Ý là Atalanta bắt phải lá thập Liverpool. Ở cặp thứ 3, Leverkusen sẽ gặp West Ham. Cuối cùng, Benfica sẽ gặp Marseille ở trận tứ kết thứ 4. Đây là các cặp đấu cân tài cân sức. Cơ hội vào bán kết được chia đều cho hai đại diện của Bồ Đào Nha và Pháp. Theo kết quả phân nhánh, Liverpool rong cửa vào chung kết. Nếu đánh bại được Atalanta, đội bóng của Jurgen Klopp sẽ gặp Benfica hoặc Marseille ở bán kết. Nhánh còn lại sẽ khó khăn hơn khi AC Milan hoặc Roma sẽ gặp đội thắng trong gặp Leverkusen và West Ham ở bán kết. Theo lịch, các trận lượt đi tứ kết Europa League sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 4, các trận lượt về diễn ra sau đó một tuần. Các trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 5 và ngày 9 tháng 5. Trận chung kết sẽ được diễn ra trên sân vận động Aviva ở thủ đô Dublin, Cộng hòa Ireland vào ngày 22 tháng 5. Ronaldo đã ghi bàn duy nhất để giúp Al Nassr đánh bại câu lạc bộ Al Ahly ở vòng 24 Saudi Pro League. Phút 68, Al Nassr được hưởng quả phạt đền sau nỗ lực đột phá của Sami Al-Nazer. Từ chấm 11m, cựu thủ thành của Chelsea Edouard Mendy cố gắng gây sức ép nhưng không thể bắt bài được cú sút hiểm hóc của Ronaldo. Sau khi có bàn thắng, Ronaldo đã chạy về góc sân, nơi có các cổ động viên Al Ahly để ăn mừng. Ngay lập tức, một cơn mưa chai lọ được người hâm mộ chủ nhà trút xuống sân để đáp trả Ronaldo. Trong khi Ronaldo quay lưng bỏ đi, Otavio, Mane, Brozovic đã nán lại để tiếp tục khiêu khích các cổ động viên của Al Ahly. Trong hiệp 1, Ronaldo cũng đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà sau một nỗ lực đột phá. Tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng ăn mừng và bị cổ động viên Al Ahly ném chai nước, một trong số đó đã đi trúng vào đầu của Otavio. Ngay sau đó, VAR vào cuộc và thông báo Ronaldo đã việt vị khi nhận bóng từ đồng đội. Ronaldo ghi bàn thứ hai từ chấm phạt đền trong hai trận liên tiếp, qua đó giúp Al Nassr tạm vượt qua cơn khủng hoảng sau 4 trận toàn hòa và thua. Ronaldo cũng nâng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử của anh lên 879 bàn, đồng thời cán mốc 50 pha lập công trong màu áo của Al Nassr. Ngay sau trận đấu này, tiền đạo sinh năm 1985 sẽ hội quân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Slovenia và Thụy Điển vào cuối tháng 3. Vào chủ nhật tới, tại tứ kết FA Cup, Man United sẽ tiếp đón Liverpool trên sân nhà. Man United phải thắng nên luôn hy vọng có được một danh hiệu trong mùa này. Về phần mình, Liverpool vẫn đang hướng đến mục tiêu ăn 4. Bước vào trận đấu trên, Liverpool thể hiện phong độ cực cao. Trong khi đó, Man United thi đấu thiếu ổn định và hiện ngục lặng ở vị trí thứ 6. Vì vậy rõ ràng, Liverpool được đánh giá cao hơn. Hiểu được tầm quan trọng của cuộc đại chiến này, Sofian Amrabat tuyên bố các cầu thủ Man United sẽ chiến đấu hết mình để đánh bại Liverpool, dù có phải hy sinh mạng sống. Khi bước vào trận đấu này, bạn sẽ trong tình thế đi ăn hoặc bị săn. Liverpool muốn giành được chiến thắng và chúng tôi cũng vậy. Vì vậy, chúng tôi phải là những người đi săn. Để đánh bại được đối thủ, chúng tôi phải chiến đấu hết sức dù có phải hy sinh cả mạng sống. Phát biểu với truyền thông sau khi biết đội bóng của mình bắt phải lá thăm Real Madrid, Pep Guardiola đã đưa ra những suy nghĩ ban đầu về số phận của Man City. Chúng tôi đã không có sự lựa chọn nào khác, có vẻ như đó là một truyền thống. Ba lần liên tiếp gặp phải nhà vua của giải đấu này. Hy vọng chúng tôi sẽ có được kết quả thuận lợi. Bạn không thể kiểm soát được mọi thứ. Tôi hy vọng trận lượt về trên sân nhà, mọi chuyện sẽ diễn ra như mình mong muốn. Đội bóng của Pep Guardiola sẽ có hành trình đầy khó khăn phía trước với trận tứ kết FA Cup trên sân nhà trước Newcastle vào rạng sáng chủ nhật tuần này. Tiếp đó, Man City sẽ gặp Arsenal ở Premier League vào cuối tháng. Đồng thời, họ sẽ có chuyến làm khách đến sân của Real Madrid ngay đầu tháng 4. Theo The Times, Man United sẽ bị phạt 10 triệu bảng một khi không giành được vé tham dự Champions League. Đây là điều khoản sẽ có hiệu lực
khi hợp đồng mới với Adidas được kích hoạt vào năm 2025. Hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá 10 năm với Adidas trước đó có giá trị 750 triệu bảng sẽ đáo hạn vào năm sau. Trong hợp đồng hiện tại, Man United sẽ bị phạt nếu như không thể tham dự Champions League trong 2 mùa giải liên tiếp. Man United đã làm tốt để không vắng mặt trong 2 mùa liên tiếp, nhưng nếu không được tham dự 2 mùa liền, Man United sẽ bị Adidas phạt 22 triệu bảng. Trái lại, Man United cũng được thưởng thêm tối đa 4,4 triệu bảng nếu như đội bóng nam hoặc nữ vô địch được Premier League, FA Cup hoặc giải đấu ở châu Âu. Man United đang đứng vị trí thứ 6 Premier League và nhiều khả năng sẽ không được dự Champions League mùa tới. Mặc dù vậy, Man United sẽ không bị phạt vì đã tham dự Champions League mùa này. Hồi năm ngoái, họ đã công bố hợp đồng tài trợ áo đấu lớn nhất lịch sử Premier League có trị giá 900 triệu bảng với Adidas trong vòng 10 năm. Nhiều thông tin cho rằng PSG đã đưa ra lời đề nghị hỏi mua Marcus Rashford. Tiền đạo này được định giá 75 triệu bảng và PSG sẵn sàng trao cho Rashford mức lương 500.000 bảng một tuần để thay thế Mbappe. Chia sẻ trước trận gặp Liverpool, Erik ten Hag khẳng định: "Chúng tôi chưa gia hạn hợp đồng với Rashford vào tháng 7 năm ngoái để dễ dàng bán cậu ấy. Cậu ấy là một phần của dự án và chúng ta không nên đặt câu hỏi quá nhiều về tương lai của cậu ấy đâu." Chạm trán Liverpool trong trận đấu loại trực tiếp, Man United hy vọng những trụ cột như Maguire, Højlund và Wan-Bissaka có thể trở lại, trong khi Mason Mount đã tập luyện cùng với cả đội. "Chúng tôi đã có một tuần rất suôn sẻ, những cầu thủ kể trên sẽ trở lại sân cỏ. Họ đều bắt đầu tập luyện từ tuần này và chúng tôi đang xem xét tình trạng của họ trong những buổi tập tiếp theo. Mount cũng đã tập cùng với cả đội và thực hiện tốt các giao án. Tình trạng cậu ấy có rất nhiều sự cải thiện."